Xin chào các bác, em lại tiếp tục lên sóng một chiếc máy rửa bát siêu phẩm của Panasonic. Đây có lẽ là cái model huyền thoại nhất của hãng, bán với cái số lượng khủng khiếp luôn ạ. Mẫu mã đẹp, máy bền bỉ, để trong cái căn bếp của các bác thì nó thật ra là rất là sang. Một con máy màu mận chín TL8 là trong một trong những cái model đời chót của cái mẫu mã này. Về hình thức con này thì khỏi phải bàn luôn ạ. Thứ nhất là về mặt meca, các bác nhìn mặt meca còn rất là đẹp đấy, màu mận nhé, trong này là vân hình quả chám rất là đẹp luôn, quá mới luôn cho một chiếc máy rửa bát Panasonic. Phần nhựa này cũng đẹp này. Đây, rất là nhiều bác quan tâm đến các cái phần lưng tôn này, thì nói thật thưa với các bác luôn, cái phần lưng tôn này rất hay bị móp vì là nó rất là mỏng. Đấy, nhưng mà đối với con này thì còn khá là đẹp. Hai bên quay để các bác xem. Còn khá là đẹp nhé. Gọi là những cái vết nó rất là nhỏ thôi, không có gì đáng kể. So với một con máy rửa bát hàng bãi thì đây nó phải nói là một con lưng cũng khá là xuất sắc. Sản xuất năm 2015. TL8 series máy này. Các bác mua thì em sẽ gửi đúng cái con máy nào, mua con nào thì em gửi đúng con đấy nhé. Các bác nhận hàng đúng series máy này, chứ em bên này không gửi lung tung. Các bác mua nhiều các cái shop khác, người ta anh em người ta có khi đặt con này gửi con kia, nhưng bây giờ bên em đặt con nào gửi đúng con đấy, chứ không có đặt một con này gửi một con, để mình tránh cái trường hợp mà mình bảo mình không có gì. TL8 con này đấy. Các tính năng thì nó vẫn như các model kia thôi, em cũng không giới thiệu nhiều nữa, chỉ là giới thiệu hình thức để các bác nhìn thấy. Đấy là bên ngoài mỹ mãn rồi, bên trong thì lại càng mỹ mãn hơn, mới tinh trắng đẹp son chỉ này. Các bác nhìn phần nhựa này, nhựa là còn trắng sáng, gần như là rất ít dùng nhé, trắng sáng cực kỳ luôn. Đấy, phần nhựa nó còn nguyên chất mới, gần như là không dùng. Đây là cái khay để bột rửa này, nếu các bác dùng bột rửa thì các bác cho vào đây. Còn nếu các bác dùng viên, các bác ném thẳng cho em một chỗ khay rác này nhá. Đấy, đường viên cho đây nó không tan được đâu. Đây là cái máy xo này, máy xo đốt. Ui rồi, còn mới quá, răng chỉ này. Tai cửa mọi thứ, nói chung là một con máy rất là hoàn hảo. Đấy. Cái ngày xưa thì người Việt mình 20 năm trước thì mua cái máy giặt ai cũng sợ là không biết nó có bền được không, nó nhanh hỏng không, giặt nó có sạch không, rồi nó có tốn điện tốn nước không. Thế mà bây giờ chả thấy nhà nào không dùng máy giặt. Thì đây cái máy rửa bát nó cũng như vậy các bác ạ. Hàng thế giới họ đi trước mình mấy chục năm cơ, cho nên là cái quan điểm của họ máy rửa bát nó cũng như các bác hỏi bây giờ thôi. Bây giờ là đến thời kỳ các bác hỏi là cái máy rửa bát liệu nó có bền không, nó có sạch không, nó có tốn điện nước không, rồi là xếp vào thì nó mất thời gian, nó thế này thế kia, rửa nhoáng 5 phút thì nó xong, thế này thế nọ. Nói chung là khi mà mình có nhiều lý do thì không thích thì mình có nhiều lý do lắm, nhưng mà nói chung là nó là một cái máy rất ưu việt. Thứ nhất là điện nước không tốn, tốn ít hơn là các bác dùng rửa tay nhiều, em dám đảm bảo vậy. Nếu mùa đông các bác rửa tay bật bình nóng lạnh thì tốn hơn máy rửa bát. Máy rửa bát mỗi lần nó cấp nước vào đây chỉ khoảng 2 đến 3 lít nước, và nó thay nước 3 lần, mỗi lần nó đun khoảng 5 đến 7 phút thôi ạ. Công suất của nó 1.100W, tức là tổng thể em đã đo rồi mà nhà sản xuất cũng công bố rồi, mỗi một lần rửa là nó hết khoảng 0,5 đến 0,6 số điện ở chế độ tiêu chuẩn. Và phần nước của nó thì hết đúng 11 lít nước bằng nửa cái thùng sơn. Thế thôi ạ. Còn bác nào vẫn đang còn cái quan điểm mà máy rửa bát mua để làm gì thế này nọ thì các bác cứ nghiên cứu thêm. Còn đối với em, quan điểm máy rửa bát nó là một cái thứ rất là thiết thực. Ngày xưa khi em mới chơi đồ bãi ấy, em mua máy rửa bát đầu tiên cũng rất tò mò về cái công nghệ hoạt động của nó. Và mình ngày nào cũng ăn cơm ba bữa cơ mà, ăn cơm ba bữa thì tội gì mà mình phải dùng các cái hóa chất tẩy rửa cho độc hại, đúng không ạ? Đấy. Còn nhiều chị em rất là thích đấy, nhưng cũng nhiều chị em ngại lại bảo sợ, bảo mua máy rửa bát lại sợ chồng, bảo là sợ chồng thì bố mẹ chồng mọi người dị nghị, cả xóm chưa ai dùng, nhà mình bây giờ lại dùng máy rửa bát thì nghe có vẻ là cả làng chưa dùng. Mình xem bán có một con máy rửa bát cho một cái chị ở trên cái huyện Sóc Sơn đâu ai à, huyện Sóc Sơn Hà Nội, chồng mua cho tặng ngày 20 tháng 10, mua xong chị nhất quyết, chị bảo là cả làng không ai dùng, bây giờ chị dùng thì chị rất là ngại.
nhưng sau một thời gian động viên thì cuối cùng chị cũng sẽ thấy là nó rất là hiệu quả, và nó không phải là cái gì ghê gớm, và thực ra là nó chỉ là do cái tư tưởng thôi, chứ còn cái máy rửa bát rồi đối với kinh tế của người Việt mình là nó quá rẻ, hơn 2 triệu cũng có rồi. Thôi em nói hơi dài dòng tí, con này em vào chủ đề là em bán là 7 triệu rưỡi nhé, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển chưa biến áp. Bác nào lấy con máy đẹp này thì các bác liên hệ nhé, TL8 đấy, chào các bác.